lao tình. Trong cuộc đời này, dù đủ có sống sống gian, khổ sống sung sướng, vân vân mình là vân vân như thế nào, thì nếu có lửa, không có lửa, không sống. Mà thương con cái là hình như, còn này mấy cô mấy chú lớn tuổi rồi. Mà chắc thì bộ là không nổi rồi. Vậy là mình phải nói với bà Phật qua giúp đỡ sao để cho đi lên cái kênh này. Dạ, cô Phượng tài trợ. Tới chưa? Dạ, tới rồi. Cái đồng qua lửa tới chưa? Dạ, tới rồi. Ê, để đừng không, bây giờ chuẩn bị. Ủa mà nó đi lập này có bà Phượng nha. Dạ có. Không là cái bà nào bà Phượng là cái bà nào. Đây đưa nhà nó thấy cô. Phải để bà phải lên ra phát biểu chứ cô. Phượng ơi. Ơ Phượng ơi. Dạ đây. Bác sĩ đây. Bác sĩ đây. Nhà cô mời bác sĩ. Dạ. Dạ đây là bác sĩ Phượng. Hồi nãy đến giờ là cô nghệ sĩ Hương Tú Lê Thiện. Trời ơi Phượng đây hả? Bác sĩ bây giờ sự được học như thế nào? Mỗi phát biểu như thế nào? Dạ, dạ xin xung mời. Rồi, đi vô đây cho Phượng nói nè. Dạ, con xin mời. Cảm ơn. Dạ, chúng ta là 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 thì đồng chí thủ tướng đã dặn dò hội một lần nữa
rằng là phải chăm sóc cho nạn nhân một cách rất là thật là tốt đẹp với tất cả tấm lòng của mình. Đó, đồng chí cũng gửi lời thăm trước khi về, chỉ còn quay lại bắt tay tôi nói là chị Phượng về miền Nam nhớ nói tôi gửi lời thăm các nạn nhân chất độc da cam ở miền Nam. Thì hôm nay xin là báo cáo lại với các cô, các bác, các anh chị ở đây là lời thăm hỏi của Thủ tướng. Còn về đoàn á, thì mấy năm trước đi thì cũng lâu rồi, thì đi thường thường lên đây đi cùng với hội nạn nhân chất độc da cam của tỉnh với lại bên sở y tế, thì đi cũng lâu rồi, nhưng mà lần này thì quá sức là vui mừng, là một là có đồng chí giám đốc của công ty Hướng Việt và cô dược sĩ Huỳnh Thị Nhi đã Hướng Việt đó, đó là tài trợ cũng từ lâu rồi, có tài trợ cùng với bệnh viện Mỹ Đức và hội da cam của Việt Nam là đến để thăm đồng bào nạn nhân, và cũng có một chút quà nhỏ để cái Tết mình nó thêm ấm cúng một chút. Nhưng mà đặc biệt hơn hết lần này chúng ta có gần 30 mà cây cổ thụ, đứng đầu là cô Lê Thiện hồi nãy mình biết đó, rồi có cô Vân, cô Hải Vân, cô Vũ Hạnh, dạ còn nữa thì mình không nhớ tên hết, bởi vì dạ đông quá thành ra là không nhớ hết. Thành ra xin lỗi, nhưng mà nói chung cái cô mà mặc áo dài mà đẹp đẹp á, tên là Quỳnh Anh, dạ nhớ được tên đó. Dạ thì bây giờ thì chắc là xin kính mời đồng chí Bí thư Huyện ủy có mấy lời nói kỷ niệm. Xong rồi thì chúng ta sẽ có xem qua lần này, đặc biệt cái là có đoàn văn nghệ mà, thành ra đoàn văn nghệ sẽ cùng với các nạn nhân chúng ta ở đây. Tôi biết là trong nạn nhân là có nhiều anh chị em mình là hát được lắm, đúng không? Hồi xưa đi đến giặc ông hát lắm cô, hát được kể cả cái bí thư chắc cũng hay lắm. Thì vậy là cùng lên biểu diễn đó. Và thành ra bây giờ thì xin kính mời chị bí thư Đinh Văn Dũng, bí thư của huyện Kim Phong, và chỉ lên là phát biểu. Quên chưa chú Tết đó. Trời ơi nó già đã thấy quên. Dạ kính thưa các cô chú, các anh chị, các tất cả quý vị đại biểu, hôm nay thì cũng gần Tết rồi, cho nên là xin kính chúc tất cả cô bác anh chị, các bạn, các nạn nhân cũng như những vị đại biểu khác năm mới một là khỏe, rất mạnh khỏe, hai là chúng ta nhà nước đầu tư cho huyện mình cũng nhiều, đường xá thì kia tôi thấy là tốt lên rất nhiều, vậy thì huyện mình sẽ giàu có lên và nạn nhân của mình cũng sẽ là người cũng có làm giàu, làm giàu và sống vui hơn, hạnh phúc hơn và có nhiều cái thành tựu hơn nữa. Năm sau mình gặp nhau thì là sẽ gặp mấy anh chị là còn là nạn nhân mình mà rất là giàu có. Xin cảm ơn. Dễ rồi. Tặng hoa gì có không không? Có cái chưa? Cái quan trọng là cây nhà nó vừa. Nếu mà hoa mà phải đi mua thì cái đó nó vô nghĩa chứ không? Mà cái này thì đó. Cho nên là tôi mặc phép nếu mà các vị bảo tàng đây có mất càng qua đừng có báo tôi. Là cảm ơn giáo sư và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú. Kính thưa giáo sư tiến sĩ,
bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ. Và thầy thuốc nhân dân. Và phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc hoàng gia đan của Việt Nam. Kính thưa đồng chí chủ tịch hội nạn nhân chất độc gia đan của tỉnh, giám đốc bệnh trung tâm bệnh tật của tỉnh, kính thưa toàn thể đồng chí, cũng không biết nói gì hơn khi giáo sư Từ và đoàn Từ Thiện từ thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù đường xa, tuổi cao, sức yếu, nhưng mà đã đến với cái huyện Chư Bờ Rông của chúng tôi, và với những cái tình cảm và những cái lời phát biểu rất là chân thật, đồng thời cũng đưa đến những món quà vật chất giúp cho 156 nạn nhân chất độc màu da cam còn nhiều khó khăn. Xin thay mặt cho thường trực thường vụ cán bộ nhân dân của huyện nhà, xin chân thành cảm ơn giáo sư và các thành viên trong đoàn lời chúc sức khỏe, và xin chân thành cảm ơn nhất. Kính thưa giáo sư và toàn thể các thành viên trong đoàn cùng với bà con, thế thì đối với huyện Chư Bờ Rông chúng tôi thì là một huyện tương đối lớn với 1.600 cây số vuông, là một huyện biên giới giáp với Campuchia là 42 cây số, đối diện với vùng Bố Gia Đao. Huyện Chư Bờ Rông của chúng tôi thì báo cáo với giáo sư là có 23 dân tộc sinh sống trên địa bàn, trong đó toàn bộ dân tộc trên địa bàn là được 130.000 dân, nhưng các dân tộc sinh sống trên địa bàn mà chủ yếu là Gia Lai chiếm là 48%, còn 52% là người dân tộc Kinh là ở vùng miền Bắc, và ở 34 tỉnh thành về xây dựng tại địa bàn của huyện Chư Bờ Rông. Phải nói là huyện Chư Bờ Rông trước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, chống Mỹ có một cái truyền thống anh hùng, là một cái huyện hát năm cũ của Gia Lai, là một cái hành lang của đường mòn Hồ Chí Minh để vận từ đây vận chuyển vào để đánh trận Bến Thuột, và có nhiều đơn vị quân đội của mặt trận Bê Ma đứng chân trên địa bàn, mà một cái trận tiêu biểu nhất là trận chiến thắng Bà Lấy Me vào ngày 19 tháng 11 năm 1965, kéo đến ngày 28 tháng 12 năm 1965. Trong cái trận này thì mặt trận Bê Ma đã huy động 3 trung đoàn cùng với lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh Gia Lai một tiểu đoàn, và đối với huyện nhà thì có 2 đại đội cùng tham gia. Ngoài ra có nhiều bà con là tham gia dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực, thực phẩm để đảm bảo cho cuộc chiến dịch trên một tháng trời. Và kết quả cái trận chiến dịch này gọi là đánh diệt, diệt diệt, tiêu diệt toàn bộ cái căn cứ hỗn hợp ở đồi Chí Ho và Lê Me, và tiêu diệt 1.700 tên Ngụy và 1.900 tên Mỹ, là một trận là lạy lừng. Và công sức của những người con của những Tây Nguyên, của huyện Chư Bờ Rông cũng góp phần rất lớn cho cái chiến dịch này. Đồng thời trên địa bàn cũng có nhiều chiến dịch, bởi vì huyện chúng tôi là nằm ở phía tây của thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, và ở nhiều chiến dịch, và bà con cũng không tiếc gì tuổi thanh xuân, không tiếc gì công sức tiền, không tiếc gì của cải để giúp cho cuộc cách mạng thắng lợi giải phóng dân tộc năm 1975. Và trong chiến tranh biên giới phía Tây Nam thì đóng góp, và có nhiều bà con là trong quá trình phục vụ chiến đấu và tham gia chiến đấu thì nhiều chất độc màu da cam để lại một cái di chứng, và để đời con đời cháu mà giống như giáo sư đã đi đấu tranh trên trường quốc tế để đòi lại cái công lý, và bắt đến chủ
đế quốc mình hài đêm cũng phải hài đêm và trả lại cho những người bị chất độc màu da cam. Đấy, cho nên là nhiều bà con còn khó khăn, báo cáo giáo sư vì trên địa bàn của huyện còn gần 9% dân tộc gia đình hộ nghèo, trong đó người dân tộc là tuổi khoảng 16%. Báo cáo giáo sư và các bà con và các đồng chí như vậy, và trong đó thì 156 hội viên hội trần chất độc màu da cam thì cùng là chiếm 70% là đời sống còn nhiều khó khăn. Cho nên với một cái tấm lòng mặc dù đường xa, giáo sư cùng với đoàn đã nói của ít lòng nhiều đưa đến một cái tấm lòng là giúp cho bà con cái Tết có một cái phần nào ấm áp. Đấy, và cùng báo cáo giáo sư thì từ cấp đảng nhà nước thường xuyên quan tâm, và cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng hàng năm trả soát để hỗ trợ những cái tỷ lệ hộ nghèo cao. Rồi hai nữa thì còn nhiều khó khăn, là một cái huyện nghèo, tổng thu ngân sách của huyện gì một năm trời khoảng trên 50 tỷ thôi, chủ yếu là nhà nước đầu tư là cơ bản. Thế thì cũng mong là giáo sư với các thành viên trong đoàn hôm nay đến với địa bàn của Chư Bờ Đông, rồi mong giáo sư rồi các thành viên của đoàn cùng bằng cái tấm lòng tình cảm vận động giúp đỡ cho huyện càng nhiều càng tốt, để là bớt đi nỗi vất vả của bà con, nhất là đối với nạn nhân chất độc màu da cam. Cuối cùng xin thay mặt cho thường trực thường vụ ban chấp hành đảng bộ huyện, quân và dân của huyện nhà cùng như 156 nạn nhân chất độc màu da cam rất là chân thành cảm ơn giáo sư và các thành viên trong đoàn đã quan tâm đến huyện nhà, và kính chúc giáo sư ngày càng khỏe để làm nhiều việc tốt cho hồi nạn nhân chất độc màu da cam của nước ta, và đòi bằng được cái công lý để phải những người gây ra tội ác phải đền, phải trả lại bằng được, và bảo đảm cái công lý cho những người bị nhiễm chất độc màu da cam. Và kính chúc giáo sư và thành viên trong đoàn bước sang năm mới rồi giàu sức khỏe và có nhiều công hiến hơn nữa. Và cuối cùng không biết nói gì hơn, cũng rất là chân thành cảm ơn giáo sư và các thành viên trong đoàn. Các chú, các bác, các anh, các chị ở trung học, thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa đồng chí bí thư, phải nói là được tiếp xúc với những người có mặt đại diện cho nguyên buôn làng chúng ta hôm nay đối với chúng tôi, đó là một cái điều hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Mà nói thật rằng là tôi với chị bác sĩ Phượng thì cũng ở trong cái hội nạn nhân chất độc da cam của thành phố Hồ Chí Minh, do đó mà rất thấu hiểu những cái gọi là, tôi gọi là cái từ là thống khổ của đồng bào của quý vị, và nhất là ở những nơi vùng sâu vùng xa. Cho nên là xin hứa đồng chí tôi thì chị Phượng chỉ hứa sao chị hứa không biết, nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng với cái sức của mình làm cách nào đó sẽ đóng góp cái bộ phận nhỏ bé của mình cho nó có kết quả tốt, để cho giảm bớt những cái ngày đau khổ đối với những nạn nhân chất độc da cam. Và cái đội văn nghệ hôm nay đó thì là tôi cũng xin nói sơ một chút xíu, tức là các bạn này là các bạn đã từng công tác, từng tham gia và gọi là văn nghệ này chứ, tức là làm văn nghệ từ trái tim của mình. Do đó tôi nghĩ rằng trong nghệ thuật các mà cái gì nó đến từ trái tim thì nó quý và nó hiếm hơn. Chứ còn nếu mà bây giờ mời các nghệ sĩ nổi tiếng đến đây thì hát thì phải tốn tiền. Còn cái này là các bạn chỉ bị xem
và hãy xem những múa sĩ của chúng tôi, những ca sĩ của chúng tôi. Mọi người không cho tôi giới thiệu nhiều, bỏ giới thiệu nhiều quá không có được, thì tôi không có giới thiệu. Quý tài lộc, và toàn thể bà con cảm ơn giáo sư. Giáo sư và các thành viên trong đoàn, và nhất là các nghệ sĩ đã đưa lại cái lời ca tiếng hát, nhất là trong dịp chuẩn bị Tết năm mới, tạo nên một cái tình cảm ấm áp và đồng viên những người chất độc da cam thể vươn lên trong cuộc sống. Và mong giáo sư rồi các nghệ sĩ và thành viên trong đoàn Tết năm tới cố gắng lên làm để chuyển nhà một lần nữa, thì chân thành cảm ơn. Dễ thương quá à. Kính thưa giáo sư, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tộc da cam liên xi Việt Nam, kính thưa nghệ sĩ ưu tú, kính thưa tất cả các anh các chị, các em các cháu trong toàn thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ra thăm mảnh đất của Tây Nguyên và gặp bà con giao lưu văn nghệ, rồi là chúc mừng cái điều xin khai mạc cho hội nạn nhân chất độc da cam liên xi của tỉnh Gia Lai. Hết chân thành cảm ơn với một tấm lòng nhân ái và cũng rất ưu ái cho Gia Lai. Cũng xin trao đổi rằng là đối với giáo sư Nguyễn Ngọc Phượng là một người rất có tâm huyết đối với Tây Nguyên, chẳng những mới đây mà rất nhiều năm, và bây giờ là việc này thì coi như Bác Phượng có nói nhỏ với tôi rằng là từ năm Bác còn mạnh khỏe thì Bác sẽ đến Tây Nguyên, đến Tây Nguyên nói chung, còn chưa bờ rong thì nói bạn hỏi chứ cũng ưu ấy chứ Bác có cảm người ta nói. Thế thì cũng xin thay mặt cho lãnh đạo của hội nạn nhân chất độc da cam liên xi tỉnh Gia Lai hãy xin chân thành cảm ơn. Và cũng đặc biệt này cũng xin nhớ là kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình quý vị là một năm mới vui vẻ hạnh phúc và cầu mong nhất được sức khỏe. Nếu có sức khỏe đó an lành, chúc hưởng một mùa xuân mới an lành hạnh phúc. Đại xin cảm ơn. Dạ bây giờ nghệ sĩ chúng ta vô trong tẩy trang để chuẩn bị cho chúng ta. Rồi bây giờ ba con chúng ta chuẩn bị làm cái này cùng mang quà. Cô có người hỏi cô có phải là người chỉ nhân dân khi điểm không? Không. Hôm nay chúng ta sẽ dỗ cùng bàn thể bà con chúng ta ổn định vị trí, gặp từ hội chức năng tiếp tục. Giống nhau. Giống nhau. Rồi chúng ta rất vinh dự và được nghe đoàn ca nhạc thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho cái buổi hôm nay rất nhiều những bài ca hay. Mang lại tinh thần cho tất cả mọi người chúng ta trên toàn xã hội. Đề nghị toàn thể chúng ta xin được cảm ơn và chúc mừng và hôm nay. Tiếp tục chương trình là cái phần mà chúng ta là tặng quà. Bây giờ chương trình tặng quà đến như thế này, chúng ta có vị là cái số mà nạn nhân của chúng ta hôm nay á được mời về đây á nhận quà là 100, đấy là những 100 gia đình thì rất là đông, đấy trong đó lại có hai cô y tá công bản nữa. Do vậy cho nên là vì cái thời gian của đoàn đấy còn đi nhiều đơn vị khác, cho nên là chỉ là trao quà đáng tiếc được chân thôi.
Thì như vậy là ở trong cái phần trao quà này á, thì đối với hội nhân dân chất độc da cam dioxin của huyện, chúng tôi sẽ mời là mời đại diện gia đình, mời về, mời hai cô y tá thôn bản, và sau đó chúng tôi sẽ mời đồng chí lãnh đạo và đoàn đến để tặng quà. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, thì được cái sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc bệnh viện Việt Đức Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch hội đồng nhân dân chất độc da cam dioxin Việt Nam, và cô Huỳnh Thị Kim Chi, giám đốc công ty Dược Phương Tiện, cùng các đoàn công tác chuẩn bị Tết Tân Sửu, đoàn công tác ra và quà và tiền để mà tặng cho nạn nhân chất độc da cam dioxin cũng như là cô y tế xã Tân Bản. Thì bây giờ để cho nói chuyện như này, chúng tôi sẽ mời một đơn vị lên mời vị, thì các vị lắng nghe và khi đặt tên ấy, mời các vị ta lên trên đây, sau đó chúng tôi sẽ mời các vị lãnh đạo và đoàn lên tặng quà. Một là mời ông Trần Thế Kỳ ở OK, xin mời đấy. Hai là mời bác cô đơn tượng ở sau OK. Mời bác. Mời bác Nguyễn Hồng Lý, xã Bộ Cạn. Chúng tôi mời bác Nguyễn Hồng Lý, bác Nguyễn Hồng Lý. Bốn là mời bác Hồ Thị Nga, xã Bộ Cạn. Năm là mời Cờ Bảo Công, xã Bộ Cạn. Xin mời bác Công. Cờ Bảo Công. 6 là mời bác Nguyễn Văn Linh ở xã Bộ Cạn. 7 là mời bác Sĩ Bơn ở xã Bộ Cạn. 8 là mời bác Nguyễn Thị Kim Tuyến ở xã Bộ Cạn. 9 là mời anh Hùng Cờ Bảo Ấy xã Bộ Cạn. Anh Hùng lực lượng vũ trang. Anh này, anh Hùng lực lượng vũ trang. Ở đây ha, đây ha. Đây ha. Cô tên gì anh? Cà Bảo. Cà Bảo. Tiếng dân tộc. Hồi kháng chiến đánh Mỹ ha. Dạ. Dạ. Và chúng tôi trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Chư Prông. Xin mời đồng chí Bùi Thanh Hoàng, chủ tịch hội chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai. Xin mời cô Lê Thiện, xin mời cô Yên Chi, xin mời các giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Xin mời bác sĩ Hồ Ngọc Giang lên tặng quà. Dạ còn hai nữa. Có mời đi chi? Dạ. Dạ làm có. Có mời đó. Dạ. Cái túi làm sao? Đây túi đó. Dạ. Thank you.
Đây là đàn phát đấy. Đây là đàn phát. Lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn quan tâm tân tối với những tài năng và tâm lòng y đức. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô và chúng con cùng mong cô sức khỏe dồi dào để mỗi năm chúng con sẽ được gặp lại cô. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Con sẽ hứa con chăm sóc đồng bào. Con xin hứa chăm sóc đồng bào. Dân tộc gì vậy? Dân tộc Sơ Rang. Dạ. Dạ, em cảm ơn tất cả anh chị em nãy giờ theo dõi nha. Em chào anh Trần Thanh Hòa, anh chào anh Quang Phùng, chào anh Sô Văn Ha. Chào mạng yếu quá hả? Dạ, em mạng chắc là không quên bên em quá, Nguyễn Ngọc Thanh. Rồi Văn Hà, anh chào Thanh Chi, chào anh Hạnh Đỗ, chào anh Sô Văn Hà, chào chị Kỷ, chào chị Lo Nguyễn. À, em trả lời anh Thống, nãy là cô, nãy là nghệ sĩ nhân dân Lê Thiện, chứ không phải Phi Điểu nha anh. À, hai người rất là giống nhau, cũng có tóc bạc, cũng có gương mặt giống nhau, cho nên nhiều người nhầm lắm. Tôi là nguyên phó chủ tịch mới nghỉ, hôm nay là được giới thiệu thì cũng cái tinh thần là phấn khởi lắm. Xin chúc sức khỏe các đồng chí và cảm ơn toàn bộ sĩ đoàn đã giúp đỡ tặng quà cho anh em chúng tôi. Tôi cảm thấy là phấn khởi, đời sống như thế này là gần đây vui vẻ. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, thì cái buổi gặp gỡ giao lưu văn nghệ và tặng quà thì đến đây là kết thúc. Thì xin phép là chúng tôi công bố nội dung
mình trao đổi nha. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong năm 2020 bên cạnh những thuận lợi thì chúng ta cũng gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới cũng như ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước. Song với sự quan tâm của Đảng ủy, của nhà nước, các tập thể cá nhân cùng với sự nỗ lực cố gắng của hội, các gia đình nạn nhân đã động viên nhau đi đua lao động sản xuất, tăng thu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Trong năm 2020, thì hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Chiêu Thông nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của các cấp từ trung ương đến cơ sở, các tập thể và cá nhân trên toàn nước. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát cho tỉnh Gia Lai là 300 đối tượng. Trong đó, huyện Chiêu Thông chúng ta có 30 đối tượng với số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng. Không. Cái này là có chị Nguyễn. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Gia Lai. Có chị Hạnh không? Hỗ trợ năm nay. Không biết là do hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Chiêu Thông là 16. Thấy rồi hả sao ta? Để em là hỏi. Cái vỏ màu nâu anh Hà hỏi giùm em anh. Lên hỏi. Có gì số anh bảo. Chỉ lên xe rồi. Dạ dạ. Lên xe hả? Thì tỉnh hội Gia Lai đã hỗ trợ cho mỗi đối tượng là 300 nghìn đồng. Như vậy là đối với huyện Chiêu Thông chúng ta được tỉnh hội hỗ trợ là 9 triệu 300 nghìn đồng.